Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 67. Mạc Phàm giật bắn cả mình, một thứ vừa nhọn vừa sắc bén, vừa vặn sẹt ngang qua bộ ngực của anh ta. Phải biết là lúc này Mạc Phàm trốn ở trong bóng tối, rất khó có khả năng bị quét trúng, cũng may là đã làm cho con quái vật choáng vắng đầu óc ngay từ đầu, nếu không thì một đòn này thân thể không bị cắt mở, cũng sẽ bị hất tung ra ngoài mấy chục mét. Thứ sắc nhọn kia xẹt qua, ma sát với huyền xà khải giáp vang lên âm thanh kim loại chói tai, Mạc Phàm vội vàng du nhập vào trong bóng tối, tránh sang một chỗ xa hơn. Đến lúc cúi đầu xem xét, trên huyền xà áo giáp đã xuất hiện một vết cắt rõ ràng, huyền xà áo giáp là một khải ma cụ cấp cao, thế mà bị thứ kia cắt vào cũng lưu lại vết tích, cho thấy uy lực của thứ kia vô cùng khủng bố. Ái xạ, con hải yêu chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Cái chân mà cũng có thể đảo ngược, thật là hiếm thấy. Sinh vật cấp thống lĩnh thường tiến hóa một cách rất là hung tàn, lại rất khó có khả năng tử vong, vừa rồi Mạc Phàm dùng vẫn quyền đánh nó sụp xuống mặt đất, nhưng xem ra vẫn không có ảnh hưởng gì nhiều chưa thể tạo thành tính chất tổn thương rõ rệt ngoại trừ một mảng lân giáp bao bọc phần eo của nó bị vỡ nát thế nhưng trạng thái của lam cốc hung ly thú vẫn rất là khỏe mạnh cà 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 lam cốc hung ly thú một lần nữa bỏ lên những cái chân sắc nhọn trùng điệp đâm vào mặt băng dày đặc chỉ có điều con mắt của nó ánh lên một mảnh hồng quang dị thường nó muốn thi triển yêu thuật tóc trào màu ở một bên vội vàng nói không phải tất cả yêu thuật của hải yêu đều liên quan đến nước bởi vì bọn chúng có chủng loại phong phú Á tộc lộn xộn, nhiều khi có thể nhận ra nó chính là hải yêu, thế nhưng không thể xác định rằng nó có mấy loại yêu thuật. Huyết thống lộn xộn có thể giúp chúng kế thừa cả hai loại năng lực của cha mẹ chúng, nhưng tướng mạo thì chỉ giống một trong hai. Tên làm cốc hung ly thú này chắc chắn là con lai, mắt nó lóe lên hồng quang, cơ thể ám mang sen lẫn, những cái chân của nó không hiểu sao cũng nhiễm lên từng tầng ánh sáng màu hồng. Bạch, chân nhọn của nó nhấc lên, vạch vào hư không một cái. Huyết mang chợt xuất hiện, sắc bén đến cực điểm, có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu máu thông suốt chém bổ tới. Mặt băng bị xé mở một cách chỉnh tề, phế tích bị phá ra, luồng ánh sáng màu máu chém tới chạm mặt, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Mạc Phàm nhìn thấy một đạo huyết mang này, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bỗng nhiên lồng ngực nóng bỏng một mảnh, mặc dù có huyền xà khải giáp bảo hộ, thế nhưng vẫn cảm giác được thân thể mình như muốn chia làm hai mảnh. Mạc Phàm bị đánh trượt ra ngoài, huyền xà khải giáp trên người cũng xuất hiện một đường cắt màu đỏ, máu xuyên thấu từ bên trong tràn ra ngoài áo giáp trong không khí còn tràn ngập băng phấn cùng hơi nước vẫn còn lưu lại vết tích của nhát chém vừa rồi huyền xà khải giáp là món đồ phòng ngự tốt như thế vậy mà cũng bị chém rách một đường phần ngực đau rát khiến cho mạc phàm nhếch nhếch miệng cà 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 lam cốc hung ly thú lại giơ cái chân nhọn lên hiển nhiên là vẫn có ánh hồng quang yêu dị bao phủ như hồi nãy nó vung chém xuống thật nhanh căn bản là không có cách nào phán đoán phương hướng từ động tác của nó mục ninh tuyết Mạc Phàm cảm giác được có điều không ổn, vội vàng hô to một tiếng. Mục Ninh Tuyết cũng ý thức được, cô ấy phát ra một tiếng kêu khẽ, lập tức có một ngọn đồi băng nhô lên, đồi băng có thể nói là hùng vĩ, giống như một bức bình phong khổng lồ che chắn trước mặt Mục Ninh Tuyết. Khi luồng ánh sáng màu máu của con quái vật xẹt qua, và chạm vào giữa ngọn đồi băng sừng sững thì bị tách làm đôi, chia ra hai ngả rồi biến mất. Đạo thứ nhất va chạm thì đồi băng chỉ mới xuất hiện vết nứt, đạo thứ hai bay tới thì đồi băng lập tức bị chia thành hai nửa, ngay sau đó là đạo thứ ba. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết hoảng sợ nhưng vẫn chăm chú nhìn vào đoạt mệnh hư không yêu trảm, hoàn toàn không làm ra bất cứ động tác né tránh nào. Nếu là một người đi trên đường, trông thấy một cỗ xe đột nhiên vọt tới, phần lớn trong số họ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đó là bởi vì tiềm thức còn đang nói với chính mình, né tránh không có chút ý nghĩa nào cả. Mục Ninh Tuyết bây giờ cũng là loại cảm giác này, cái hư không yêu trảm này có uy lực quá đỗi kinh người, một đồi băng sừng sững trước mặt bị đánh mở, nếu lúc này một đạo hư không yêu chảm chém lên người cô, căn bản là không có một chút phòng bị nào. Ngồi trệt một hồi lâu, mục ninh tuyết chăm chú ngồi nhìn đồi băng đã bị phá tới tầng băng cuối cùng, ngồi nhìn hư không yêu chảm tàn phá đến lớp băng mỏng nhất rồi bỗng nhiên biến mất, trái tim lập tức kịch liệt cuồng loạn. Chỉ một chút nữa thôi, rõ ràng là đồi băng đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, mà phía sau đồi băng chính là cô ấy, không có phòng ngự, nếu như yêu chảm kia vẫn mạnh mẽ xuyên được qua lớp băng cuối cùng, giờ phút này cô ấy đã thân một nơi đầu một nẻo đây đây là tóc trào màu cũng kinh hoàng nói không ra lời con lam cốc hung ly thú này so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều mạc phàm đi mau mục ninh tuyết ý thức được bọn họ không phải là đối thủ của lam cốc hung ly thú liền quả quyết nói mạc phàm cũng không thể hiện lập tức chạy đến bên cạnh cô ấy cũng may là lam cốc hung ly thú chỉ tung ra ba đạo yêu chảm nếu như còn tung thêm một kích nữa ba người bọn họ khẳng định sẽ có người mất mạng chúng ta chúng ta xem ra không đi được rồi xung quanh đều là đám cá mập lai chim, tóc trào màu nhìn xung quanh một vòng, lập tức nở ra một nụ cười khổ. Ngay từ đầu, bọn cá mập lai chim đã chiếm cứ xung quanh băng chi linh vực của mục ninh tuyết, bọn chúng đã hình thành vòng vây, ngăn chặn ba người bọn họ ở khu vực nước biển đông kết với đường đi. Cái thứ đáng chết này, trên thân vốn không phải lân giáp, mà chính là khải sát, hoàn toàn không đánh nổi nó, mạc phàm mắng. Con làm cốc hung ly thú này mạnh hơn xích lăng liệt yêu rất nhiều, Mạc Phàm đã dồn sức toàn thân, thế mà vẫn không tạo được tổn thương cho nó. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, lúc đang suy nghĩ phải làm sao để rời khỏi nơi này, cô ấy đột nhiên nhớ tới lời của ngài Giang Đồ nói, con Lam cốc hung ly thú này có nhược điểm. Gia hỏa này có nhược điểm, Mục Ninh Tuyết vội vàng nói. Sao không nói sớm, là ở đâu? Tôi nhìn hình thể của gia hỏa này, cảm thấy phía sau lưng nó là điểm mù, ai mà biết chân của nó còn có thể đảo ngược, Mạc Phàm nói. Ở phía trên đỉnh đầu của nó, nơi đó không có bất kỳ lớp lân phiến nào bao trùm mục ninh tuyết nói tóc chào mà nghe được mấy câu này thì cảm thấy cả người không ổn hai con người này bị quái vật đánh cho ngốc luôn rồi sao đã là tình huống này rồi còn không lo tình đường chạy lại còn nghĩ cách để phản kích thì ra là thế cánh tay của nó đã bị tôi cầm cố lại hẳn là phải một hồi nữa mới có thể giải khai hoàn toàn chân của nó mặc dù có thể đảo ngược nhưng khẳng định là với không tới đầu xem ra chúng ta vẫn còn cơ hội mạc phàm phân tích chỉ là, còn đám cá mập lai chim này, mục ninh tuyết băn khoăn. Các cậu không cần phải lo lắng như vậy, tôi có thể gọi đồng đội của tôi hỗ trợ ngăn chặn đám cá mập lai chim. Bọn họ đang ở gần đây, chỉ là có sinh vật cấp thống lĩnh xuất hiện, cho nên bọn họ không dám tùy tiện tới. Tóc trào màu nói, được, vậy đám binh tôm tướng cô liền giao cho cậu, mạc phàm quả quyết phân phó. Đã chạy không thoát, vậy thì chỉ có đánh. Mục ninh tuyết tiếp tục đông kết nước biển, dùng sức mạnh của băng hàn phong bạo để ngăn chặn đám cá mập lai chim mặt băng chấn động, có rất nhiều cột băng sắc nhọn nhô lên khỏi mặt băng, sau đó tạo thành một rừng trông băng bao vây lấy con lam cốc hung ly thú, có thể ngăn cản được con quái vật này bạo ngược trong thoáng chốc. Mèo úp, một thanh âm thanh thúy truyền tới từ một nóc lầu cao, Mục Ninh Tuyết vội vàng nghiêng đầu theo hướng đó, phát hiện dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Dạ La Sát đang đứng trên sân thượng, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng tràn ngập linh tính. Phi Phi, trong lòng Mục Ninh Tuyết vui mừng, không nghĩ rằng tới thời điểm then chốt, Giang Dục vẫn cho khế ước thú của mình quay lại. Mèo! Dạ la sát lại kêu một tiếng, rõ ràng là đang nói cho Mục Ninh Tuyết, bạch khấp yêu đã bị nó giết. Dạ la sát cũng không có nghe lời của cô, sau khi đem thuốc giải về giao cho chủ nhân thì lập tức quay trở lại. Hình như con mèo đen này quan tâm đến an nguy của Mục Ninh Tuyết hơn, dù sao lúc trước chủ nhân của nó đã dặn đi dặn lại. Dạ la sát lập tức phi từ trên cao xuống, chạy thật nhanh về phía của Mục Ninh Tuyết. Thấy có con mèo lạ, không biết chạy từ đâu tới bên chân mục ninh tuyết đòi âu yếm, mạc phàm liền hỏi thứ gì đây kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê viu triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia